Thưa ba má, như con cũng trình bày với ba má từ trước đó, con mong là ba má chấp thuận cho hai đứa con được đến với nhau. Nó cũng có một đời chồng rồi, chứ có phải còn con gái đâu mà chấp nhận. Má không có đồng ý. Má, dù sao con cũng có một đời vợ rồi mà má. Ba má làm ơn á, suy nghĩ thoáng một chút giùm con đi ba má. Dạ, con mong hai bác chấp thuận cho tụi con. Con với anh Quang Thiên thương nhau thiệt lòng. Vì cả hai cũng từng có gia đình rồi, nên tụi con cũng không muốn rình rang. Chỉ làm mâm cơm ra mắt là được. Con mong hai bác hiểu và thương tụi con. Thằng Quang nè. Dạ. Ba má không có chịu. Còn nếu như cái chuyện cưới á, có con trai đi rồi tính. Ba, ba, má ơi, má thương con đi má. Dù sao á, con thấy má làm việc nhà một mình cũng vất vả. Hay là bây giờ á, má để cho Linh về nhà sống chung với mình đi má. Có gì á, Linh phụ má một tay nha. Nha má. Dạ, con xin phép bác cho con về đây ở, để con phụ việc nhà với bác nha. Đi má. Mày muốn làm gì mày làm đi. Em đừng có lo. Ngày mai em dọn qua đây sống luôn đi. Ba má nói vậy thôi á, chắc ba má đồng ý rồi đó. Nhưng mà như vậy có được không anh? Em yên tâm đi, tính ba má anh hiểu. Dù sao á, anh cũng là một thằng con trai độc nhất. Ba má mà không đồng ý phải không, anh dọn ra ngoài anh sống riêng với em luôn. Lúc đó ổng bả ra ngoài á, năn nỉ văn xin anh về nữa. Rồi, đừng lo nha, mai dọn qua nha. Chào em. Đang lau nhà hả bà xã? Đang lau nhà mà. Thì em lau đi, chứ anh có dành lau với em đâu mà em nói. Thì anh thấy em đang lau nhà, ít nhất á anh cũng phải bỏ đôi giày ở ngoài chứ. Lau nhà cũng cực, cũng vất vả lắm chứ bộ. Bây giờ sao? Có cái việc lau nhà không em làm nổi không? Trước giờ không có em á, một mình má vẫn làm mà. Má có kêu ca hề hài gì đâu. Mà bây giờ em nói, trong khi đó là chúng mình thống nhất với nhau á, là về nhà này em phụ má làm việc nhà. Bây giờ em sao? Nói vậy chẳng khác nào tôi là con ở trong cái nhà này hả? Đúng rồi đó. Con nghĩ coi, cô được ăn, được ở trong cái nhà này, rồi cô còn được con trai tôi đi làm về nuôi cô nữa. Có con ở nào mà sướng như cô không? Thôi má, không có gì đâu má. Nè, tôi nói cho cô biết nha. Tôi thương con trai của tôi á, cho nên tôi mới cho cô về ở chung với cái nhà này. Trời đất ơi, nó đi làm về cũng mệt mỏi lắm chứ bộ. Cô nó mà càm ràm lên lớp đó, cô tưởng tôi là ai hả? Là ở nhà có một chút hả? Má, tôi mệt lắm hả? Thôi má đừng la má, không có gì đâu. Còn chị nói anh á, đi làm về thấy con đang lau nhà thì có ý một chút, tháo đôi giày ra. Con có nói gì sai đâu. Má, mày thấy chưa? Vừa lòng mày chưa? Đó, bây giờ nó về nó cãi xong xỏn á. Nè, nói cho cô biết nha, cô đừng có tưởng á là con cho cô về để ở ha, là tôi chấp nhận cô là con dâu của tôi nha. Cảm ơn. Nói câu nào hả là trả lời câu đó hả? Cậu leo đến đầu tôi con ngồi luôn đi. Ôi rồi má ơi, em yêu một tiếng được không? Ở nhà này nè, có việc gì mà con không làm đâu. Vừa làm vừa phải nghe la lối nữa. Mà có bao giờ con dám nói lại đâu, con dám cãi lại bác đâu. Thôi, anh nói em im đi. Có gì vô phòng lát anh em nói chuyện. Nè, má nói không đúng sao mà em cãi. Không có đi đâu hết á. Cái con này bây giờ nó quá đáng lắm rồi.
nè. Bây giờ má không có chấp nhận nó ở trong cái nhà này nữa nha. Nè, còn im đi, cái loại vô học như nó đó mà má nó không biết dạy nó, thì dạy đây để má dạy nó. Nuôi nữa. Bác nói còn sao cũng được, không được nói gia đình con như vậy. Mua cái coi. Con này khổng má vậy. Con về đây ở cũng vì con thương anh Quang. Con biết á, là bác không coi con ra gì. Con không đi làm kiếm ra tiền, nhưng mà việc gì ở cái nhà này mà con không làm hả? Thì biết đi, nói hoài vô học đi đó, anh nói chuyện với em sao? Không có gì đâu hết á. Thấy chưa, mày thấy chưa, mày sáng mắt mày ra chưa? Đó, mày thấy chưa, tao nói một câu á, nó cãi tao xong xong một câu. Nói chung là tao không có cho nó ở trong cái nhà này nữa. Đi đi, mày mà binh vực đó hả, tao tự mày luôn. Đi bên đây. Cái nhà này á, không có chứa chấp cái loại đàn bà hư hỏng như cô. Mau vô dọn đồ, cũng ra khỏi nhà tôi. Hả? Còn mày nữa, mày muốn sao nữa, ra khỏi nhà tao. Họ vô nhà này tuyệt tưởng tuyệt tôn. Còn nếu như cái chuyện cưới á, có con trai thì thích. Được ra đó nữa. Nó mày vô dọn đồ đi. Đã vậy á, khóa cái bầu này luôn. Em nói thiệt hả? Em đang có bầu hả em? Con trai hay con gái vậy em? Vừa siêu âm. Đúng siêu âm vậy, con báo cho cả nhà biết. Gì vậy ngày mai á, anh dẫn em đi siêu âm nha. Ơi, thiệt tình là sao con có bầu mà con không nói cho má biết vậy? Trời ơi, cứ im như vậy á, là ôm hết việc trong nhà hả? Nếu mà đã có bầu rồi á, thì coi như con cháu của nhà này, họ ở lại đây đi. Nè, nghe má nói nè, từ đây sắp tới á, là má cấm không có được đụng cái gì trong cái nhà này nữa chứ. Mọi việc trong nhà để yên cho má, nghe không? Quang nữa. Dạ. Không có được làm cho nó buồn, nghe không? Dạ, con biết rồi má. Mà thôi lau nhà đi, lau nhà phụ vợ dạ, đi. Dạ, dạ. Con đi vòng nghỉ ngơi, đi vòng nghỉ ngơi. Ê, ê, ê. Trời ơi, má đã dặn rồi, cái chuyện nhà để cho má làm, nghe không? Không có được làm gì hết á, đi vô trong nghỉ ngơi, nghe lời má đi vô liền. Con làm có chút xíu rồi mà. Không có làm gì hết á, bước vô phòng nghỉ ngơi cho tôi. Dạ. Nè, đi từ từ đó. Dạ. Linh à. Dạ. Trời má ơi, sao đóng cửa chi để ngợp vậy con? Dạ. Ừ, ngồi xuống, ngồi xuống. Dạ. Cẩn thận á. Nè, uống sữa đi nè. Dạ. À. Hả? Bị cái gì vậy con? Dạ, thằng cu tí nó đạp con đó bác. Bác hoài à. Từ ngày đi siêu âm về, biết con trai á, là má đã kêu đổi cách xưng hô rồi, mà cứ bác hoài à. Con xin lỗi má, con quên. Không có quên nữa nha. Dạ. Thôi, uống sữa đi, cho nó khỏe. Cháu nào đứa tôn má, chắc nó đói rồi đó. À, má ơi, vài bữa nữa con sanh em bé rồi. Con tính xin phép má cho con về bên ngoài để thăm ông bà ngoại. Không có được, về bên đó ai mà chăm. Dạ, má yên tâm nha má. Ở bên nhà có ông bà ngoại, rồi có thêm dì ba của nó nữa mà. Rồi khi nào đi? Rồi ai chở đi? Dạ, nếu má cho phép con á, thì sáng sớm ngày mai con kêu bé ba qua đón con. Thôi thôi thôi, bé ba nó qua đón đi xe máy nguy hiểm lắm. Có muốn đi á thì đón taxi mà đi. Dạ.
Thôi uống hết sữa đi, rồi chuẩn bị đồ đạc. Mà có cần má phụ gì không? Dạ không má, con soạn có mấy bộ đồ à. Vậy cũng được. Thôi uống hết sữa đi rồi nghỉ ngơi sớm. Dạ. Trời ơi, bây giờ phải làm sao? Làm sao để mình không bị lộ đây? Theo như lịch khám giả thì hơn 10 ngày nữa là mình sanh rồi. Alo. Em à? Ủa, em khỏe không? Sao nghe cái giọng của em kỳ kỳ quá vậy? Em đâu có sao đâu. Chắc tại mới đi khám về nên là em hơi mệt một chút. Em đi khám rồi, con mình khỏe không em? Bác sĩ nói sao? Dạ, con khỏe anh, khỏe lắm. Anh đi yên tâm nha. Dạ đi yên tâm rồi. Thôi, em nghỉ ngơi sớm đi. Rồi có gì mai anh xuống đón nha. Dạ anh, em mới chơi với nhà có mấy ngày rồi. Hay là anh để cho em chơi vài bữa nữa nha. Thôi vậy cũng được. Nhưng mà em nhớ đi đứng cẩn thận giùm anh nha. Dạ, em biết rồi. Còn nếu như cái chuyện cưới á, con còn trai đi rồi tính. Nói chung là tao không có chó nào ở trong cái nhà này nữa. Mày mà binh vực đó hả? Tao tư mày luôn. Con mau vô dọn đồ, cút ra khỏi nhà tôi. Mình không thể mất anh Quang được. Bằng mọi giá, mình không thể mất anh ấy được. Bị cáo Nguyễn Thùy Linh, tại sao bị cáo lại có hành vi bắt cóc trẻ sơ sinh? Dạ kính thưa hội đồng xét xử, vì bị cáo trót lừa gia đình anh Quang là mình đã có bầu. Bị cáo lo lắng, sợ sự thật bị bại lộ nên bị cáo mới làm như vậy. Tại sao bị cáo lại phải nói dối, phải làm giả bụng màu? Dạ kính thưa hội đồng xét xử, vì bị cáo rất thương anh Quang, bị cáo xem ảnh như là chỗ dựa của bị cáo, nhưng chính gia đình anh ấy lại ngăn cản chuyện tình cảm. Tuy bị cáo được cho về sống chung, bị cáo làm tất cả mọi việc chẳng khác gì ở đợ, nhưng luôn bị ba má ảnh trách móc, chị chiết. Thậm chí bị cáo còn bị đuổi ra khỏi nhà vì từng nghe ba của anh Quang nói nếu sanh được con trai thì sẽ cho cưới, nên bị cáo mới phải nói dối. Bị cáo đang muốn có con, sao bị cáo lại bắt cóc con của người khác?
Bị cáo có nghĩ tới ba mẹ, gia đình của cháu bé sẽ như thế nào không? Bị cáo có biết rằng bắt cóc trẻ em là phạm tội hình sự hay không? Bị cáo chỉ vì muốn đạt được mục đích của mình mà bất chấp đến sự an toàn của cháu bé. Cũng may là cháu bé được cơ quan chức năng giải cứu đưa về với cha mẹ ruột kịp thời. Nếu không, hậu quả sẽ không thể nào lường được. Dạ, bị cáo rất hối hận. Bị cáo suy nghĩ không chín chắn. Lúc đó chỉ mong tìm được cách để đối phó với gia đình anh Quang mà không suy nghĩ được nhiều. Bị cáo rất hối hận. Thưa hội đồng xét xử, mời vị đại diện viện kiểm sát. Kính thưa hội đồng xét xử, sau khi xem xét toàn bộ diễn biến vụ án và phiên tòa xét xử công khai ngày hôm nay, viện kiểm sát xét thấy hành vi của bị cáo Nguyễn Thùy Linh đối với bị hại Trần Thanh Liêm là chiếm đoạt người dưới 16 tuổi. Đây là hành vi rất nguy hiểm và coi thường pháp luật. Bị cáo lấy lý do cần phải có con để qua mặt gia đình người yêu nên đã làm một bụng bầu giả. Đến ngày sinh nở, sợ sự thật bị lỡ vỡ nên bị cáo đã tiến hành bắt cóc cháu Liêm. Tuy sự việc chưa quá nghiêm trọng, cháu bé đã được giải cứu và trao trả lại cho cha mẹ ruột, nhưng hành vi của bị cáo cần được xử lý nghiêm để làm gương cho xã hội. Căn cứ vào điều 153 Bộ Luật Hình Sự, viện kiểm sát đề nghị mức án 5 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Thùy Linh về tội chiếm đoạt người dưới 16 tuổi. Mời đại diện viện kiểm sát ngồi xuống. Mời anh Trần Đình Quân là đại diện hợp pháp của bị hại đứng lên trả lời câu hỏi của hội đồng xét xử. Anh có ý kiến gì về bản cáo trạng và luận tội của viện kiểm sát dành cho bị cáo hay không? Dạ thưa hội đồng xét xử, cũng may á, là con tôi không bị gì. Chị Linh á, thì cũng đã xin lỗi gia đình chúng tôi. Cũng mong hội đồng xét xử giảm nhẹ án cho chị Linh. Mời anh ngồi xuống. Mời anh Nguyễn Thanh Quang đứng lên trả lời câu hỏi của hội đồng xét xử. Anh và bị cáo Linh tuy chưa kết hôn nhưng vẫn chung sống với nhau như vợ chồng. Tại sao vợ anh mang thai giả mà anh không hề hay biết? Dạ kính thưa hội đồng xét xử, từ lúc mà Linh báo tin mang bầu là Linh đã xa lánh, không muốn tôi gần gũi Linh. Một phần vì tôi quá tin tưởng Linh, một phần vì không nghĩ là cái chuyện này mà Linh có thể bịa đặt ra được, nên tôi không có nghi ngờ Linh. Vậy có đúng trước và sau khi bị cáo nói mình mang bầu thì gia đình anh đối xử với bị cáo tốt hơn không? Dạ đúng thưa đồng xét xử. Ba má tôi rất là vui khi biết Linh mang bầu cháu trai. Lúc đó ba má tôi còn tính đến chuyện đám cưới cho hai đứa tôi, nhưng mà không ngờ. Mời anh ngồi xuống. Bị cáo Linh, bị cáo được phép nói lời sau cùng trước khi hội đồng xét xử vào nghị án. Dạ kính thưa hội đồng xét xử, bị cáo rất ân hận vì hành động của mình. Bị cáo thành thật xin lỗi gia đình anh Quân. Cũng may là bé Liêm không sao, chứ nếu có chuyện gì chắc bị cáo ân hận suốt đời. Bây giờ hội đồng xét xử vào nghị án, giao bị cáo lại cho lực lượng công an quản lý. Mời mọi người đứng lên nghe tòa tuyên án. Sau khi xem xét toàn bộ diễn biến của vụ án và phiên tòa diễn ra công khai ngày hôm nay, hội đồng xét xử xét thấy hành vi của bị cáo Nguyễn Thùy Linh đối với bị hại Trần Thanh Liêm là chiếm đoạt người dưới 16 tuổi. Bị cáo đã làm giả bụng bầu để đối phó với gia đình anh Quang. Gần đến ngày sinh nở nên đã nghĩ cách bắt cóc cháu Liêm để qua mắt gia đình mà không hề lường trước được hậu quả. Tuy cháu bé đã được trao trả cho gia đình, nhưng hành vi của bị cáo Linh là vô cùng nguy hiểm, cần được xử lý nghiêm. Nhưng sau khi bị bắt,
bị cáo cũng đã ăn năn hối cải, thành khẩn khai báo, căn cứ vào các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ, căn cứ vào điều 153 bộ luật hình sự, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thùy Linh 5 năm tù về tội chiếm đoạt người dưới 16 tuổi. Thay mặt hội đồng xét xử, tôi tuyên bố kết thúc phiên tòa. Với tội danh của mình, tôi không biết nên thương hay nên trách bị cáo Linh. Vì tình yêu và vì những áp lực từ phía gia đình người yêu khiến cô tự biến mình thành tội phạm. Tuy cô không muốn gây ra tổn thương nào cho cháu Liêm, nhưng quả thực hành vi tước đoạt quyền được sống bên cha mẹ đẻ của bé là sai lầm, ích kỷ và nguy hiểm. Cũng may, sự việc đáng tiếc không xảy ra. Cháu bé đã được trao trả lại cho gia đình, nhưng hạnh phúc, hy vọng về một gia đình bên người Linh yêu cũng đã chấm hết. Nhưng nếu như gia đình Quang biết cảm thông hơn cho đôi trẻ, không quá nặng nề bởi những định kiến, thì thực sự kết cục đâu bi đát đến nhường này. Trách Linh một thì tôi trách ba mẹ của Quang tới 10. Cũng chỉ vì can thiệp quá sâu vào cuộc sống của con cái mà rồi cái giá phải trả thực sự quá đắng cay. Nè. Dạ. Con cầm tiền á, con ra ngoài đầu hẻm nè. Con ăn cơm rồi con đi học thêm nha. Dạ. Bữa nay nội nấu cơm không có được. Con thưa bà nội con đi học. Ừ thôi con đi học đi. Dạ. Ê bà già, đưa tôi ít tiền coi. Tao không có tiền. Tôi xin tiền là để tôi đi công chuyện đó nha. Tao nói tao không có tiền mà. Hồi nãy tôi thấy bà đưa tiền cho thằng Tuấn rõ ràng, chính mắt tôi thấy nè. Để tao có mấy đồng mà, để tao cho nó ăn cơm, nó đi học rồi. Mày vừa vừa phải thôi nha. Có mấy ngàn bạc rồi mà mày cũng không tha cho tao nữa. Hèn chi con vợ mày á, nó không bỏ mày nó đi sao được. Cấm bà nhắc tới con vợ của tôi nghe chưa? Hả? Đừng nói nhiều nữa, tiền đâu? Nó nói là không có tiền mà. Có tiền, mày cháu lấy tiền mày đéo không thích, mày nghiện ngập đâu à. Trời ơi, trời ơi, sao thằng tôi khổ như vậy là trời. Trời ơi, có thằng con nghiện ngập như vậy nè. Trời ơi, vì tiền bạc nó lấy hết trơn rồi nè. Trời ơi là trời. Chị có sao? Thằng này á, càng ngày nó càng quá đáng mà. Sao không chị? Chị coi nó chịu nổi không? Chị coi nó vợ chồng á, cái thui cái mần á, các ca các cứng để dành vậy đó mà bây giờ nó lấy ra đi út chết hết rồi. Đồ đạc ở trong nhà nó đem đi cầm nó chết út hết rồi chị ơi. Trời ơi khổ quá chị ơi. Thôi được rồi. Trời ơi thiệt. Chị nghe hai người lớn tiếng nãy giờ là chị biết có chuyện rồi. Nhưng mà chị đâu có dám chạy qua, sợ nó đánh giống như bữa hổm. Đợi nó đi rồi chị mới chạy qua đó chứ. Chị biết không, nó đánh vợ chồng tôi rồi nó phá làng quá sớm á. Nhiều khi tôi muốn cho người ta bắt nó đi tù cho rồi á, để cho vợ chồng tôi nó sống yên thân chị ơi. Chị coi đó, đồ nhà trong nhà nó cầm cố hết trơn rồi. Rồi nó hút chích, rồi tôi phải cắt cụm mần á để nuôi con nó và nuôi nó nữa cho chị thấy không. Thôi kệ, ráng đi. Cái số của mình nó như vậy rồi. Bây giờ á thì lo cho thằng Tuấn. Mẹ nó bỏ đi không có nhìn mặt nó. Còn ba nó thì đổ đốn vậy. Thiệt tội cho thằng nhỏ hết sức. Không biết làm sao mà nó sống nữa. Nó lại gây chuyện nữa hả bà?
già kia. Làm gì bà nhìn tới kiểu đó? Bà khi dễ tôi phải không? Trời ơi là trời, tôi lại cậu mà. Tôi nãy giờ tôi có dám nhìn gì cậu đâu. Rõ ràng là bà liếc thẳng vô mặt tôi. Bây giờ bà còn nói không có là sao hả? Trời ơi, cái thằng nghiện gặp trời đánh. Bây giờ mày có cho tao đi về không? Không thôi là tao la lên cho bà con mấy sớm nghe hết bây giờ nè. Là hả? Bớ người ta! Cứu tôi với! Bớ người ta! La đi! La đi! La cho người ta biết tao là thằng nghiện nè! Hả? Mày nhìn cái gì? Hai cha con ông nhìn cái gì? Vô tôi đốt cả hai cha con ông luôn đó! Hả? Biết! Đi hết đi! Đi hết đi! Cơm xong. Dạ. Sao bà không ăn? Ăn cháo mà ăn đi. Nãy tôi đi ra chợ á, tôi nghe á mấy người ngoài chợ á kể cái chuyện á, thằng Hùng á nó đòi đánh bà Bảy rồi nó đòi giết bà Bảy. Tôi thiệt không, tôi nhục ơi là nhục á. Tưởng đâu là có thằng con trai mà sao. Thôi bà đừng nói nữa, để thằng Tuấn nó ăn cơm. Bà ăn đi, bà ăn đi con. Tại sao ăn cơm mà không đợi tôi về ăn? Hả? Mấy người cũng khi dễ tôi luôn phải không? Hả? Mẹ Bảy, hồi sáng bà lườm tôi cái gì? Hả? Bây giờ bà còn liếc tôi nữa hả? Bà có tin là tôi qua nhà bà, đốt nhà bà hay không? Hả? Bà đi đâu vậy? Hả? Bà khi dễ tôi nữa phải không? Hả? Bà có tin là qua nhà bà, đốt nhà bà luôn không? Hả bà Bảy? Bà Đâm! Qua nhà bà, tôi đập nát cái nhà bà luôn đấy. Bà có tin không bà Bảy? Bà đợi đó nha. Bà Bảy! Mày làm cái gì vậy? Mày làm cái gì vậy? Trời ơi! Mày điên hả? Má mày cũng dám đánh hả? Ông cũng dám đánh tôi nữa hả? Tôi phải vĩnh ông. Con mà sao con đánh hả? Bà dám cản tôi hả? Không có đánh mặt. Giết ra. Giết ông ra. Giết ông nè. Giết ông ra. Giết ra. Cục bạc. Cô cản tôi hả? Muốn phẫu mặt hả? Dám cản tôi hả? Trời ơi nè. Nó lại gây chuyện nữa hả bà? Kể nha cái chuyện á, thằng Hùng á, nó đòi đánh bà Bảy rồi giết bà Bảy. Thì nhục ơi là nhục. Trời đất à. Thằng bịch dậy. Thằng con bạc. Mày không gây ba mày em yên á. Ông ơi, đừng đánh con nữa ông ơi. Bị cáo Phạm Văn Thắng và bị hại Phạm Mạnh Hùng là mối quan hệ cha con ruột thịt, tại sao lại gây ra bi kịch như thế này? Kính thưa hội đồng xét xử, từ ngày nó tìm đến rượu chè ma tí, nó biến thành một con người khác, không còn là con người của nó nữa, không còn là con trai của bị cáo như ngày xưa nữa. Nếu bị hại của Trình Thời ma túy, tại sao không đưa đi trại cai nghiện hoặc tìm đến sự hỗ trợ của pháp luật mà lại ra tay với con trai của mình? Kính thưa hội đồng xét xử, bị hại lúc tỉnh táo thì không sao, nhưng vì thương con, cũng vì xấu hổ và nhục nhã với bà con chòm xóm, tôi cố khuyên nhủ để nó
tỉnh ngộ mà thay đổi, nhưng nó càng ngày nó càng đổ đốn. Dẫn chứng nào tật đó không thể khuyên bảo được nữa. Hôm đó nó về chửi rồi giết hàng xóm. Bị cáo và vợ chạy ra can ngăn, cũng bị nó đánh thẳng tay. Vì quá tức giận và không kiềm chế được nên bị cáo đã lỡ tay đánh chết con mình. Bị cáo hối hận lắm. Mời đại diện viện kiểm sát. Kính thưa hội đồng xét xử, sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ vụ án phiên tòa diễn ra công khai hôm nay, viện kiểm sát xét thấy hành vi của bị cáo Phạm Văn Thắng đối với bị hại Phạm Mạnh Hùng là hành vi giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng. Cụ thể là do bị hại đã có hành vi và lời lẽ quá đáng đối với chính cha mẹ ruột của mình, khiến bị cáo đã không kiềm chế được hành vi. Căn cứ Điều 126 Bộ Luật Hình Sự, viện kiểm sát đề nghị mức án 12 tháng tù giam cho tội giết người đối với bị cáo Phạm Văn Thắng do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng. Mời đại diện viện kiểm sát ngồi xuống. Mời bà Nguyễn Thị Trinh đứng lên trả lời câu hỏi của hội đồng xét xử. Bà có đồng ý với bản cáo trạng và luận tội của vị đại diện viện kiểm sát hay không? Dạ, kính thưa hội đồng xét xử, vợ chồng của tôi á, vì cũng khổ sở với nó quá nhiều. Vợ nó chịu không nổi cũng bỏ đi, và nó bỏ con lại cho tôi nuôi. Nhưng hôm đó đó, nó nhậu nhẹt say xỉn, rồi nó về á, nó chửi chồm sớm, nó đòi giết bà Bảy, rồi nó đánh cả vợ chồng tôi. Chồng tôi mới thấy là nó đánh tôi, cho nên chồng tôi á, mới cây đánh nó lại. Thì vợ chồng tôi á, chồng tôi không có cố tình mà để giết cho nó chết. Chồng tôi á, thì bệnh đủ đều. Tôi không mong gì hơn, tôi chỉ mong hội đồng xét xử xem xét và giảm án cho chồng tôi, để chồng tôi còn về để phụ nuôi cháu nội nữa. Mời bà ngồi xuống. Mời bà Nguyễn Thị Bảy, hàng xóm của gia đình bị hại, đứng lên trả lời câu hỏi của hội đồng xét xử. Bà có biết gì về sự việc xảy ra ngày hôm đó hay không? Kính thưa hội đồng xét xử, tôi ở cạnh nhà của bị cáo. Tôi thường xuyên chứng kiến cảnh Hùng nhậu nhẹt về rồi chửi bới, đánh đập cha mẹ mình. Chính bản thân của tôi cũng bị Hùng đánh nhiều lần chỉ vì can ngăn. Ngày hôm đó tôi đi chợ, dọc đường thì gặp Hùng đi ngược lại. Tôi sợ quá đi nhanh lên, Hùng kéo tôi lại bắt bẻ, nói là tôi khinh thường đó. Một hồi cự cãi á, là tôi có đẩy Hùng té. Rồi tôi sợ quá chạy nhanh lên kêu cứu. Chỉ vì vậy á, mà Hùng nó nổi điên lên, mới xảy ra sự việc ngày hôm nay. Vợ chồng ông Thắng rất là hiền lành, tử tế. Chỉ vì thằng Hùng nó quậy quá nên mới xảy ra sự việc vậy. Xin tòa hãy xem xét mà giảm án cho ổng. Mời bà ngồi xuống. Bị cáo Phạm Văn Thắng, bị cáo được phép nói lời sau cùng trước khi hội đồng xét xử vào nghị án. Kính thưa hội đồng xét xử, tôi không có ý kiến gì về mức án của viện kiểm sát. Tôi rất hối hận về hành vi của mình. Dù sao nó cũng là con ruột của tôi. Trong giây phút thiếu kiểm soát, tôi đã xuống tay một cách tàn nhẫn. Đến khi bình tĩnh lại thì sự việc đã quá muộn, tất cả đều không thể cứu vãn được nữa. Cháu tôi đang chịu cảnh cha má chia lìa, nay lại chịu cảnh mất cha. Tôi hối hận lắm. Bây giờ hội đồng xét xử vào nghị án, giao bị cáo lại cho lực lượng công an quản lý.
Mời mọi người đứng lên nghe tòa tuyên án. Sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ vụ án được thẩm tra công khai tại phiên tòa hôm nay, hội đồng xét xử xét thấy hành vi của bị cáo Phạm Văn Thắng đối với bị hại Phạm Mạnh Hùng là giết người. Bị cáo và bị hại là cha con ruột thịt, thế nhưng bị hại có nhiều hành vi và lời nói không đúng với đạo nghĩa làm con. Hơn nữa còn rượu chè, cờ bạc, ma túy gây ra nhiều đau thương cho gia đình, dẫn đến bị cáo không chịu được bình tĩnh, dùng khúc cây to đánh vào bị hại nhiều cú chí mạng, khiến bị hại tử vong tại chỗ. Xét thấy bị cáo có nhân thân tốt, có nhiều tình tiết giảm nhẹ, không có tình tiết tăng nặng. Căn cứ vào điều 126 Bộ Luật Hình Sự, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Thắng 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thay mặt hội đồng xét xử, tôi tuyên bố kết thúc phiên tòa. Thôi mình về mà. Một vụ án mà bị cáo Thắng được trả tự do ngay tại tòa. Nhưng nỗi ám ảnh, nỗi đau về tội lỗi giết con chắc hẳn sẽ ám ảnh ông rất nhiều. Trách cứ ai đúng ai sai thì người chết cũng không thể sống dậy. Nhưng nếu như bị hại Hùng biết sống đúng đắn, biết nghĩ đến đứa con thơ, biết nghĩ đến cha mẹ già, không đưa mình lún sâu vào ma túy tệ nạn thì bi kịch đã không xảy ra. Còn về phía những người làm cha làm mẹ, thay vì chịu đựng, thay vì bao che, hãy nghiêm khắc dạy dỗ con mình. Nếu như không làm được thì còn có sự can thiệp của pháp luật. Đừng để đến lúc mọi việc không thể cứu vãn thì lúc đó mới ăn năn, mới ân hận. Anh làm cái gì mà nửa đêm đập cửa mỹ vậy? Bộ tính không cho ai ngủ hả? Bộ điếc hay sao? Tao kêu Khang của Hậu không mở cửa cho tao. Làm cái gì mà ồn ào quá vậy? Ngủ rồi, về bển ngủ đi, qua đây làm chi nữa? Gì? Bà không cho tôi qua nhà này. À, chắc là tôi là con của chồng trước nên bà không cho tôi qua, bà khinh tôi cái gì? Bà có ý gì? Bà có ý gì? Anh hổ mà, tôi chừng trời đánh anh đó. Má nói vậy thôi, có cần anh lo chuyện chồng trước chồng sau đó nói không? Đủ. Hả? Đủ rồi! Đủ rồi nha Quỳnh! Cứ mỗi lần á, giờ mày muốn cái gì đây? Mỗi lần mày ăn nhậu là mày qua mày hành má mày với em mày làm sao? Đơn giản là tôi muốn mượn chìa khóa xe, tôi đi công chuyện thôi. Xe đó là của tôi không cho anh mượn đâu. Mỗi lần anh mượn á, là anh tống nó vô tiền cầm đồ á. Mỗi lần cầm đồ xong là anh nhậu nhẹt sai xỉn. Anh về anh đập phá nhà nè. Anh coi đi, nhà còn gì cho anh cầm không? Anh có giúp ích gì cho cái nhà này chưa? Nè, xe đó là mày chuột. Nhưng mà cà giặt xe là tao đứng tên. Là xe của tao. Thứ mày không đưa đây, thử tao có đặt đăng cái nhà đây không? Thôi, đưa chìa khóa cho nó đi con. Nè, còn mày á hả? Lần này á là mày không có được cầm xe của nó nữa chưa? Mấy lần trước á hả? Là nó đã chuột rồi. Mày cũng á là đồng ý á là mày hứa nó là mày không có cầm cố xe nữa. Xe nó để nó đi làm thôi đó. Biết chưa? Đưa đi. Nói nhảm. Mệt quá. Gì? Đứng làm gì mày? Hả? Dạy. Dạ. Giỡn mặt hả mày? Đừng nói luôn đi con.
Má mới về. Ừ, vô rửa tay rửa mặt đi, cơm mới nấu xong rồi đó con. Dạ. Ủa má, ổng chưa trả xe cho con hay sao mà con lấy xe ở đâu hết trơn vậy? Chưa. Thiệt tình. Hay là ổng cho xe con vô tiệm cầm đồ nữa rồi. Nhà này không biết còn cái gì cho ổng cầm không nữa. Má thử má điện cho ổng giúp giùm con đi. Điện thoại của má đó, nó lấy nó cầm rồi, còn đâu gọi. Lần này á, ổng mà cho xe con vô tiệm cầm đồ, rồi con không có đi cho ổng đâu. Nè má, ăn đi má. Ủa má, hôm nay má mệt hả má? Không sao đâu con. Má lại buồn chuyện của ông Quỳnh nữa hả? Con nói thiệt với má nha, tại con nể á, ổng là anh của con thôi, chứ ổng mà là em của con á là con quýnh ổng nằm liệt giường lâu rồi. Thà liệt giường để người ta nuôi chứ còn chân còn cẳng á mà đi phá làng phá sớm rồi về nhà nè gom hết đồ hết đạc không còn cái gì hết, thậm chí á còn đánh má nữa. Nhiều lần con nói với má là để báo chính quyền địa phương đi mà má đâu có nghe con đâu. Má đẻ ra nó, má không có dạy nó được thì hậu quả má phải gánh thôi con. Sao mà má đi tố cáo chính con mình được chứ? Lo là má lo cho con thôi. Bao nhiêu tiền của con á, nó phá hết rồi. Bây giờ má chỉ còn có căn nhà này thôi nè. Nếu sau này á, má mất rồi, thì không biết anh em con làm sao nữa. Nó có để yên cho con được không? Má lo là lo cái việc này nè. Trời ơi, má lo cái gì? Chị này má đừng có lo. Má là má phải sống với con, để đợi ngày con khá giả con xây căn nhà này để cho má nè, cho nó bự hơn nữa chứ. Thôi, ăn đi má. Trời, ăn cơm nữa. Rồi mày. Rồi xe của tôi đâu? Mất rồi. Cái gì? Mất hả? Anh đừng có làm càn nha. Anh nói ai làm càn? Hả? Thôi đi con. Mày có tin tao đánh cho mày á, đi gặp ba mày không? Nói vậy, tôi với anh cùng một mẹ. Cha tôi cũng như cha của anh mà. Thôi, thôi được rồi. Sao? Đem xe về cho em nó đi làm đi con. Bà điếc hả? Tôi nói là mắc rồi. Về ăn bữa cơm không xong nữa. Con, thôi đi con. Nó xỉn rồi, để nó tỉnh rồi tính. Mà thấy không? Ông đâu có coi ai ra cái gì đâu. Má. Gì con? Con tính hay là mình dọn đi chỗ khác, hoặc là kiếm việc gì đó cho ông mình, để cho ông làm, cho ông bớt quậy phá đi má. Chứ già ba ngày á, ông cứ tới đây rồi ông quậy phá, ông lấy đồ nhà đi bán á, làm sao mà con chịu nổi hả má? Má cũng nghĩ tới cái chuyện đó rồi con à. Nhưng mà bây giờ á, mình đi đâu xa thì á, cái nhà này coi như là mất.
Mà giờ con cứ nghĩ đi, cho nó đi làm xa có nổi không? Nó làm thì ít, mà nó cứ gây sự thì nhiều. Con nghĩ coi, ai dám nhận nó? Rồi vợ nó còn chịu không nổi, còn bỏ đi nữa. Giờ cái đường nào má thấy cũng khó hết trơn á. Má nói cũng đúng. Mà lần này á, chắc con chọn chiếc xe đó mất luôn má. Để con ráng tiết kiệm vài ba tháng, rồi kiếm mua một chiếc xe khác. Để mà con được đứng tên á, cho ông khỏi kiếm chuyện với con nữa má. Ừ. Thôi để qua vài cái vụ rau này đi, rồi má cũng cố dành số tiền để mua cho con được chiếc xe nó tử tế một chút. À, má ơi, con bỏ quên thùng nước ở nhà, để con chạy về nhà con lấy nha má. Ừ, con đi đi. Dạ. Dạ. Có nhà không? Dạ. Anh làm cái gì vậy? Má đồ mày! Bao gạo của mẹ con tôi mà, anh cũng lấy nè. Anh có phải là con người không? Con người chứ con gì mày? Tao bán gạo chứ tao có bán cái nhà này đâu mà mày làm thế ghê vậy? Để bao gạo lên cho mẹ con tôi! Cảnh ra! Ê! Bình thường má nhìn anh, hôm nay tôi không có nhìn anh nữa đâu. Thằng mất dạy, bữa nay mày dám đánh tao luôn hả mày? Anh đứng lại! Anh mà không bỏ bó gạo của mẹ con tôi xuống, tôi đâm anh đó. Thôi rồi. Nè, có giỏi mày đâm, đâm cho chết nha. Ba mày á ngày xưa á, tao còn đánh được chứ không chi là mày. Đó là con rơi hả? Tao đứng mày nè, cầm đi, cầm đi, nè, cầm đi. Bị cáo Hồ Văn Hậu, nguyên nhân gì bị cáo lại đâm chết anh trai của mình là Nguyễn Văn Quỳnh, cũng là anh em cùng mẹ khác cha với bị cáo? Dạ, kính thưa hội đồng xét xử, bị cáo đã nhiều lần bị anh Huỳnh mắng và chửi, và còn nhiều lần về nhà lấy đồ để cầm cố, cho nên bị cáo đâm ra ức chế. Bị cáo với anh Huỳnh vốn là cùng má khác cha, cha của anh Huỳnh thì đã đi theo người khác, còn cha của bị cáo đã bị mất. Nhiều lần anh Huỳnh cứ lôi chuyện cha bị cáo đã mất ra để mà sỉ nhục, cho nên bị cáo mới chịu không được. Bị cáo hãy nói rõ hơn về những mâu thuẫn giữa bị cáo và bị hại. Dạ, kính thưa hội đồng xét xử, anh Huỳnh rất là quá đáng. Anh Huỳnh muốn ra ở riêng, má đã tạo điều kiện cho anh được ra ở riêng, nhưng anh không chịu làm ăn, còn đánh đập chị dâu, cho nên chị dâu đã chịu không được và bỏ đi. Anh Huỳnh còn về nhà và lấy đồ đi cầm, thậm chí còn đánh cả má nữa. Bị cáo rất là tức. Hôm đó bị cáo về thì thấy anh Huỳnh đang xúc gạo và đang đi bán, cho nên hai bên đã xảy ra xô xát. Và trong quá trình xô xát thì bị cáo không kiểm soát được và đã đâm chết anh của mình. Là anh em thì phải bảo quan nhau. Thậm chí là nếu như mà anh mình có sai,
quá mức thì bị cáo nên báo chính quyền xử lý. Tại sao có những hành động sai trái, phạm pháp như vậy? Dạ, kính thưa hội đồng xét xử, nhiều lần bị cáo đã kêu má đi báo chính quyền để mà giải quyết, nhưng má không nỡ. Còn bị cáo thì sợ khi ảnh về thì xảy ra nhiều chuyện hơn, cho nên phải chịu đựng. Mời vị đại diện viện kiểm sát. Kính thưa hội đồng xét xử, sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ vụ án và phiên tòa diễn ra công khai hôm nay, viện kiểm sát xét thấy hành vi của bị cáo Hồ Văn Hậu đối với bị hại Nguyễn Văn Huỳnh là giết người. Tuy cả hai là anh em nhưng thường xuyên có những mâu thuẫn cãi vã. Những mâu thuẫn này không được giải quyết triệt để đã dẫn tới án mạng. Tuy nhiên, bị hại là người có lỗi lớn khi thường xuyên nhậu nhẹt, cầm cố tài sản trong gia đình, thậm chí hành hung cả mẹ ruột, gây ức chế lớn cho bị cáo. Căn cứ vào điều 123 Bộ Luật Hình Sự, căn cứ vào những tình tiết tăng nặng giảm nhẹ, viện kiểm sát đề nghị mức hình phạt 6-8 năm tù đối với bị cáo Hồ Văn Hậu về tội giết người. Mời chị Trần Minh Tú, là vợ của bị hại Quỳnh, đứng lên trả lời câu hỏi của hội đồng xét xử. Chị có biết những mâu thuẫn giữa chồng mình và bị cáo hay không? Dạ kính thưa hội đồng xét xử, chồng tôi bản tính rất là khó chịu, nên hầu như ai anh cũng có thể mâu thuẫn. Nên chính vì thế tôi mới bỏ đi làm ăn xa. Anh không những rượu chè mà còn thường xuyên dùng bạo lực với mọi người. Chị có ý kiến gì về bản cáo trạng và luận tội của viện kiểm sát dành cho bị cáo Hậu hay không? Dạ kính thưa hội đồng xét xử, chú Út bản tính rất là hiền lành, giỏi chịu đựng, cũng biết điều nữa. Chồng tôi thường xuyên chứng kiến anh hay đánh chú Út và đánh luôn cả má nữa. Ngay cả tôi cũng bị đánh suốt. Trong nhà anh không tha cho bất kỳ ai hết. Má chồng tôi tuổi cũng đã lớn rồi, nên tôi kính mong hội đồng xét xử giảm án cho chú Út sớm được về nhà. Mời chị ngồi xuống. Mời bà Nguyễn Thị Tư, là mẹ của bị cáo và bị hại, đứng lên trả lời câu hỏi của hội đồng xét xử. Bà hãy cho biết ở nhà bị cáo Hậu và bị hại Quỳnh là người như thế nào? Kính thưa hội đồng xét xử, thằng Quỳnh là con của chồng trước tôi. Ba nó vì nghèo mà bỏ đi biệt tâm, vì thiếu sự dạy dỗ của cha nên nó đâm hư, theo bạn bè ăn nhậu, không có tiền. Nó còn đánh cả tôi nữa. Tôi sinh con mà không dạy nổi nó. Còn thằng Hậu, nó rất là thương tôi, nó rất chăm làm, cũng vì thương tôi mà nó ghét anh trai nó như vậy đó. Vậy bà có ý kiến gì về bản cáo trạng và luận tội của viện kiểm sát dành cho bị cáo hay không? Kính thưa hội đồng xét xử, xin mong hội đồng xét xử giảm án nhẹ cho thằng Hậu con tôi. Tôi chỉ có hai đứa con à, mà bây giờ một đứa chết, một đứa đi tù. Thằng Hậu nó hiền lắm, cũng vì ức quá mà nó gây tội. Kính mong hội đồng xét xử xem xét giảm án nhẹ cho nó. Mời bà ngồi xuống. Bị cáo Hồ Văn Hậu, bị cáo được phép nói lời sau cùng trước khi hội đồng xét xử vào nghị án. Bị cáo rất ân hận vì trong phút nóng giận đã đâm chết anh của mình và đã làm cho má buồn. Bị cáo mong hội đồng xét xử xem xét và giảm án cho bị cáo để bị cáo được về chăm sóc cho má. Bây giờ hội đồng xét xử vào nghị án, giao bị cáo lại cho lực lượng công an quản lý.
Mời mọi người đứng lên nghe tòa tuyên án. Sau khi xem xét toàn bộ diễn biến vụ án và phiên tòa diễn ra công khai ngày hôm nay, hội đồng xét xử xét thấy hành vi của bị cáo Hồ Văn Hậu đối với bị hại Nguyễn Văn Quỳnh là hành vi giết người. Hai người cùng là anh em trong một gia đình, nhưng thường xuyên có những mâu thuẫn, cự cãi, đỉnh điểm là án mạng đã xảy ra. Tuy nhiên, bị hại là người có lỗi khi luôn tìm cớ gây sự với tất cả các thành viên trong gia đình. Vì ham nhậu nhẹt nên thường xuyên trộm cắp đồ đạc trong nhà đem đi bán hoặc cầm cố để lấy tiền tiêu xài. Tất cả những điều này đã gây ức chế lớn cho bị cáo cũng như cho các thành viên khác trong gia đình. Căn cứ vào điều 123 Bộ luật hình sự và các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Hồ Văn Hậu 6 năm tù về tội giết người. Thay mặt hội đồng xét xử, tôi tuyên bố kết thúc phiên tòa. Phía sau những giọt mưa rơi, má nhớ gì sức khỏe, là những về nha má. Ân hận muôn mang. Lại thêm một vụ án nữa mà bị cáo và bị hại là người trong một nhà. Nhìn sự ân hận trên khuôn mặt bị cáo Hậu, tôi biết rằng anh đã đau đớn lắm, đã ăn năn lắm khi trót giết chết anh trai cùng mẹ khác cha của mình. Nhưng tội ác của Hậu cũng chính là sự dồn nén, sự ức chế bao lâu mà bị cáo Huỳnh tạo nên. Tuy hành động của Hậu là quá nông nổi, quá bồng bột, nhưng xét ở khía cạnh khác, nếu như Huỳnh biết yêu thương gia đình, biết đỡ đần cho sự khó khăn của mẹ và yêu thương người em trai, thì đâu ra nông nổi người chết, kẻ tù tội. Cũng qua chính phiên tòa này, tôi thiết nghĩ trong gia đình cần lắm sự chở che, tôn trọng lẫn nhau, để chính mỗi căn nhà sẽ là một mái ấm.